Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Phượng Phạm Vlog. Ở Nhật Bản bây giờ đang là tháng 6 rồi quý vị ạ. Tháng 6 bắt đầu là đến là mùa mưa. Mùa mưa đấy thì hoa Ajisai, tức là hoa cẩm tú cầu ấy, nó lại càng nở đẹp và nở nhiều. Vừa mưa vừa nắng. Hôm nay mình có chuyến đi tham quan vườn hoa cẩm tú cầu ở công viên 4 mùa Komaki. Cái chỗ này thì lần trước là mình đã đi tham quan hoa hồng rồi. Hoa hồng cuối tháng 5 và hoa cẩm tú cầu bắt đầu từ tầm tháng 6. Quý vị cũng đi tham quan với mình nha. Đây, loại này cũng là của cẩm tú cầu, nhưng mà nó lại giống là hanabi. Đây, cái tên của nó đây. Nó nở như kiểu là pháo hoa xong là nó nổ ra đấy. Nó không phải là cả một cái quả như quả địa cầu. Loại này có vẻ như là nở muộn hơn, nó đang nở lác đác. Quý vị thích nhất là màu gì ạ? Chỗ này là dọc khu này đều là màu trắng hết. Màu trắng trông rất là thanh cao, trong sáng nha. Đẹp không? Đẹp không mọi người? Đẹp quá cơ. Màu trắng những cái bông này nó như một quả địa cầu. Chính vì thế người ta gọi là hoa cẩm tú cầu. Rất nhiều các bạn trẻ đang ra đây chụp ảnh. Hoa cẩm tú cầu sắc màu của hoa đấy, nó phụ thuộc vào độ pH của đất. Ví dụ như là đất cám chua thì cái màu của nó sẽ trở thành màu xanh. Loại này kiểu loại hồng phấn nha mọi người. Hồng phấn rồi tím. Hồng phấn rồi tím rồi cuối cùng nó cũng thành màu xanh hết. Đây, chỗ này nó ủ rũ quá mọi người. Cái đám cây này thì nó vẫn chưa nở, còn cái dòng này là loại cẩm tú cầu hanabi. Đây, cái khu công viên này rộng lắm nha mọi người, đến mùa nào thì lại có hoa đấy. Chỗ này đang nở nắc đác, những cái cây này chắc là nó còn bé với lại non quá, nó chưa được nở nhiều ấy. Đúng là cuối tuần ấy nên đi ra công viên để thấy được là thiên nhiên tươi đẹp quý vị ạ. Đây, dưới ở đây là cái cây màu xanh, hoa này cũng nở to nhưng mà nó mới lác đác thôi. Cái loại này màu xanh này giống kiểu màu xanh bóng đêm ấy. Đang đốm đốm thôi, chưa nở ra thành quả. Cái màu xanh ấy vẫn là cái màu chủ đạo ở cái vườn hoa này mọi người ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là có màu có đẹp như thế nào đi chăng nữa thì đến nó bị thoái hóa đấy. Nó bị lão hóa đi thì cuối cùng nó cũng biến thành màu xanh hết. Ra cái chỗ khu rừng này nó bị cỏ nó quấn vào nhiều quá quý vị ạ, thế là che mất hoa. Chứ thực ra nó cũng nhiều lắm, nhưng mà mình thấy thích nhất, cái màu mà mình thích nhất ấy vẫn là màu trắng. Màu trắng tượng trưng cho sự ngây thơ và trong sáng, trong sạch phải không quý vị? Ôi, cái bông này nó như là một quả địa cầu. Xanh bóng đêm. Xa xa kia không phải là tháp đâu mọi người ạ,
nó là cái chỗ bậc cao cao để leo lên đấy ngắm công viên từ trên cao nhìn xuống, leo lên chóng hết cả mặt mọi người ạ. Nó tầm khoảng 5 tầng gì ấy, nhưng mà nó xoay xoay ấy. Cái chỗ khu này nó bị cỏ bao vây nhiều quá nên là không nhìn thấy hoa mấy, cỏ bao bọc hết rồi. Mình đi hết cái chỗ đồi hoa Cẩm Tú Cầu này rồi ấy. Mà mình thấy cái chỗ đẹp nhất ấy vẫn chính cái chỗ hoa màu trắng này mọi người ạ. Nó chính là cái phần chủ đạo của cái công viên này. Nó chỉ có tầm một ít thôi. Đấy, giống như cái đoạn mở đầu mình quay ấy. Chỗ này cũng đẹp mọi người ạ. Giống như đã bước vào vườn hoa trên thiên đường ấy. Những cái bông Cẩm Tú Cầu này như là hình quả cầu ấy. Nó nở tung tóe hết rồi. Rất to. Những cánh hoa trên chúc nhau xếp lại tạo thành hình quả địa cầu.